Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với VN Channel. Đầu tiên thì mình xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là thành công và lúc nào cũng lạc quan và yêu đời trong cuộc sống nha các bạn. Trong video ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó là những cái câu nói vô tình của các anh em á, có thể là khiến các nàng giận vô cớ và giận vô tội vạ, có thể là chia tay, có thể là khiến nhà bay nóc. Mình nói nghe rất là khủng khiếp đúng không? Nhưng mà đó là sự thật đó. Có thể các bạn chưa biết, lỡ miệng nói ra những cái câu nói vô tình này sẽ chạm ngay đến cái cơn giận và cái sự dây tự ái của các nàng nha. Thì hôm nay đó thì các bạn hãy cùng thâm nhập vào nội tâm của chị em để mà hiểu tại sao mà đang yên đang lành thì các nàng lại giận tím hết cả người. Đó thì tính sơ sơ trong đầu ngón tay thôi nha các bạn. Những cái lý do tưởng như là thuyết phục nhưng mà khá là vô lý khiến cho các mà bạn bị giận vô cớ đó. Hôm nay thì mình sẽ nói ra những cái câu nói vô tình để đàn ông thì họ nói bình thường thôi nhưng mà mấy nàng thì không có chịu đâu, mấy nàng không có ưa. Đầu tiên là câu gì đây? Đầu tiên đó là nó đang nhắn tin thấy hết ý hoặc là đồng tình với quan điểm của nàng, đặc biệt là những cái anh em mà nhạt đó, thiếu muối đó, thì có biết nói câu gì khác ngoài cái ừ đâu đúng không? Thế là bị giận, kêu là không muốn nói chuyện nữa, không thích nghe nữa, không thích nghe anh nói nữa đó. Sự thật đau lòng là những cái câu đó thì giải thích sao của chúng ta là không còn có giá trị gì nữa đó. Nàng ghim cái câu đó vô tình của các ông á, tự gắn cái quan điểm là thiếu thiện chí duy trì cái cuộc nói chuyện cho cái chữ đó. Chán nản không? Thứ hai là gì? Thứ hai là sao cũng được tùy em. Có lần á, cái thằng bạn của mình nhắn tin cho con bồ của nó có một cái bất hòa nhỏ trong quan điểm của nó, thì cái thằng bạn mình chỉ nói là ok sao cũng được tùy em. Mà cái con nhỏ đó nha, nó nhắn hẳn một trang giấy A4 trong cái cơn tức giận của nó mà gửi cho cái thằng bạn của mình. Xưa thì mình thấy cái câu đó chẳng có gì đúng không, nhưng mà bây giờ mới hiểu cái câu đó là thiếu thiện chí vô tâm, không cùng nàng tìm ra cái giải đáp. Rõ ràng là sau cái câu đó thì đàn ông á, đàn ông trao cho họ cái quyền quyết định, nhưng mà cái tuổi con gái nó lại nghĩ là ông hết yêu hả? Khổ không? Khổ không? Quá khổ luôn. Thứ ba đó là anh muốn nghỉ ngơi. Trời đất ơi, cuộc sống này mệt mỏi quá, mấy cha công việc nhiều quá, stress quá, về đến nhà thì chỉ muốn đặt lưng xuống lướt Facebook, lướt TikTok, lướt cái cô mẹ gì nói chuyện vui vẻ trẻ cùng nàng một chút rồi lăn ra ngủ đúng không? Nhưng mà cái cuộc sống mà ai mà cho ta lương thiện đâu, mệt thì nó mệt, nghỉ ngơi thì nó nghỉ ngơi, nó đéo chịu. Nó câu nó giận tím người là sao đó. Phụ nữ cần cái sự quan tâm nha, chia sẻ với người mình yêu, họ muốn đàn ông phải lắng nghe và phản hồi có tâm từng cái sự kiện nhỏ trong ngày luôn. Mình hiểu, nhưng mà đôi lúc là đàn ông cần cái khoảng lặng riêng để mà phục hồi sau một cuộc đại biến, nhưng mà phụ nữ nó đâu có hiểu. Các bạn hãy thẳng thắn chia sẻ, cả hai sẽ dành những cái thời gian trong ngày cho nhau như thế nào. Nếu như mà đôi khi là các ông muốn một mình á, sau khi mà cái tâm trạng ổn thì các ông sẽ liên lạc lại, nhưng mà nó không có chịu, nó không thích. Nhưng mà nếu các bạn nói thì mình tin người phụ nữ nào cũng ấp úng một chút thôi, nhưng mà sau đó nó sẽ hiểu và thông cảm, nên hãy giải thích rõ ràng nha. Câu thứ tư đó là hôm nay anh bận. Trời đất ơi, anh bận làm cái mẹ gì, anh bận đi với ai, anh bận đi con nào, con Thursday nào, trà xanh nào đó, anh đã không muốn đi với mình, anh đã muốn trốn mình đi đi nhậu nhẹt chơi bời gì đó mà. Trời đất mẹ ơi, câu hiểu tác hại của việc báo bận chưa? Hãy giải nghĩa cái câu là anh bận bằng cái việc đó là nói rõ ông bận đi đâu, làm cái gì, bao giờ về cho nàng yên tâm, khỏi phải mất công đoán linh tinh, đoán già đoán non. Thứ năm đó là sao em không dịu dàng tử tế như người ta. Trời, cô này sai đình đành, sai chậm chậm, sai không đừng gỡ luôn. Thử mà nàng so sánh với các ông, với cái người hàng xóm hay là người ăn cũ như thế nào thì các ông có điên máu không đúng không? Thì cái việc so sánh mà nàng với bất kỳ ai, với bất kỳ cái chuẩn mực nào á, cũng là rất là vô duyên, kém duyên dữ lắm luôn á, không phải là gọi là vui tính đâu mà là vô duyên nha. Đó, các anh hãy nhớ nha, bỏ. Câu thứ sáu là gì? Em đừng có nói nữa. Trời đất ơi, giả điên giả khùng giả điếc gì khi mà nàng thao thao bất tuyệt thì tốt hơn, nên đừng có trót ra một cái câu đối vô tình này khiến nàng mà dần sôi máu và có thể dẫn đến chia tay đó. Em đừng có nói nữa đó, để người ta nói gì tới nói mẹ đi, đừng có chặn họng, đừng có chặn họng khi mà họ đang tức giận, để mà
để mà nó trút giận đi, trút giận hết rồi nó im, sau đó thì chúng ta sẽ tranh luận cái vấn đề này sau đó. Cả hai cũng đã đang nóng, không để không 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 giải quyết được vấn đề gì đâu các bạn. Thứ bảy đó là em phiền quá, trời đất ơi, phụ nữ là như con nhím đó, cơ thể được bao bọc bởi những cái lớp gai phòng vệ nhằm bảo vệ cái cơ thể, đúng không, cơ thể yếu đuối đó. Ai mà muốn tấn công hay là tổn thương thì nó sẽ phóng gai mà tấn công cái kẻ thù trước nha các bạn. Dù đôi lúc là họ phiền thiệt thì cái câu chuyện chẳng đáng để đem ra mà cãi nhau, nhưng mà lỡ mà các anh nổi mà lỡ miệng nói cái câu này thôi, em phiền quá thôi, thì có thì nó có thích điên mắng và đòi chia tay hay không đó. Đừng lỡ miệng mà nói bậy nha. Câu thứ 8 là gì? Em mà thì biết cái gì. Câu này thường xuyên xuất hiện ở những người đàn ông gia trưởng nha, những người mà xem mình là cái lỗ rốn của vũ trụ kiến thức. À, xem mình luôn là đúng và coi thường cái quan điểm của phụ nữ nha. Câu nói có độ sát thương cao và rất có hại cho cái mối quan hệ của cả hai. Các bạn hãy bỏ ngay cái suy nghĩ và cái câu nói này ngay cho mình nha. Ok, các bạn hãy né gấp những cái câu nói vô tình làm tổn thương phụ nữ ngay, để mà có cái mối quan hệ thật là lành mạnh và thật là... Nói chung là bỏ đi, đừng có nói những câu này. Nói là nó giận, nó đòi chia tay. Thôi, video của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại.